Thời buổi kinh tế khó khăn, không có được nguồn thu ổn định, không đủ để chi tiêu cho bản thân và gia đình. Nếu tìm kiếm công việc ở thành thị thì chắc hẳn chúng ta cần phải đánh đổi phần lớn thời gian trong ngày để làm việc đầu tắt mặt tối. Tuy không nắng mưa nhưng áp lực công việc lại khổ gấp ngàn lần, không làm chủ được thời gian của bản thân, không có thời gian cho gia đình. Còn nếu ở nông thôn thì công việc sẽ không ổn định, thu nhập thấp. Với những khó khăn thực tại đó thì đã có rất nhiều người muốn tìm kiếm một cơ hội làm ăn khác để có được nguồn thu nhập lớn hơn và có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được công việc phù hợp với mình như vậy. Tại video này, anh Nguyễn Văn Thành, chủ trang trại chăn nuôi các loài động vật hoang dã, sẽ chia sẻ cho bà con và các bạn một cơ hội làm ăn mới rất có thể sẽ phù hợp để làm kinh tế tại thời điểm hiện tại. Xin chào quý bà con và các bạn, tôi tên là Thành, chủ một chuỗi gây nuôi các con động vật như rúi mốc tại Trung Quốc, rúi má đảo Thái Lan, con John, con cầy hương, cầy vẩy mốc và con treo treo. Hiện nay tôi đang đứng tại phân trại thứ ba của tôi tại Thới An Đông Bình Thủy Cần Thơ, và chúng tôi có các trang trại có địa chỉ tại Thới An Đông Bình Thủy Cần Thơ và Biên Hòa Đồng Nai và Hồng Minh Phú Xuyên Hà Nội và Ninh Châu Thanh Oai và Đoan Hùng Phú Thọ, và có rất là nhiều các trang trại vệ tinh ở trên cả nước, cũng rất là nhiều bà con ở mọi miền tổ quốc có điện thoại cho tôi và nói rằng là bây giờ vì kinh tế khó khăn, tìm kiếm một công việc làm cũng rất là khó. Và có nhiều bà con ở các khu vực thuận tiện ở gần thành phố có thể là rất dễ kiếm việc hơn, nhưng sẽ không chủ động được cái thời gian cho chính bản thân mình. Và còn có những bà con mà ở xa các cái khu vực trung tâm thì để kiếm được một công việc, để kiếm một mức lương ổn định thì lại còn khó hơn rất nhiều lần nữa. Chính vì cái lý do đó thì tôi hôm nay tôi xin giới thiệu cho bà con với một cái mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con, để không còn bà con có thể làm chủ được cái cuộc sống của mình, làm chủ được cái thời gian và mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao, mà cái con vật nó cũng không quá xa lạ đối với bà con. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ cho bà con để bà con có thể tìm hiểu cũng như là có thể áp dụng tại những các cái miền quê cũng như khu vực của bà con để bà con kiếm thêm thu nhập. Theo những kinh nghiệm mà chăn nuôi các con động vật hoang dã lâu năm như tôi thì tôi thấy rằng là chăn nuôi rúi mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao, bởi vì chúng ta có thể là tận dụng được cái nguồn thức ăn rất sẵn có ở ngay cạnh cách nhà bà con. Đấy, ngay cạnh đó bà con có thể tận dụng được ra ngoài vườn thôi, bà con có thể tận dụng được cái nguồn thức ăn cho cái con vật nuôi này rồi. Có thể nói rằng là nuôi rúi làm mang lại một cái hiệu quả kinh tế rất là cao, mà không tốn chi phí thời gian cũng như là cái nguồn thức ăn cho cái con vật này. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu về một trong những loài rúi được mệnh danh là loài rúi khổng lồ, đó là con rúi má đảo Thái Lan. Chăn nuôi rúi là một công việc rất phù hợp với những ai có số vốn nhỏ, vì ngoài chi phí đầu tư con giống ban đầu ra thì hầu như bà con chỉ cần bỏ ra một chút chi phí nữa khi chăn nuôi chúng mà thôi. Vì chăn nuôi rúi rất đơn giản, thời gian chăm sóc ít và nguồn thức ăn dễ kiếm, rẻ tiền. Để được tư vấn kỹ hơn về mô hình chăn nuôi rúi thì bà con hãy liên hệ và đến với trang trại của anh Thành để tham quan tìm hiểu. Chia sẻ về chuồng trại chăn nuôi rúi thì anh Thành cho biết, bà con có thể sử dụng lại những khu đất trống, chuồng nuôi cũ bỏ hoang hoặc một góc nào đó tại gia đình có sẵn mái che để đặt những ô chuồng nuôi bằng gạch men như thế này. Cách thiết kế và ghép những ô chuồng cho rúi thì ai cũng có thể làm được. Tại đây, anh Thành thiết kế các ô chuồng nuôi có kích thước khác nhau để phù hợp chăn nuôi theo từng lứa tuổi. Để mà nói về rúi má đảo Thái Lan thì hôm nay tôi sẽ sơ lược qua cho bà con cái cách con giống, chăn nuôi, chăm sóc và cách làm chuồng về con rúi má đảo Thái Lan này. Ví dụ để có thể là chăn nuôi con rúi má đảo Thái Lan này thì bà con có thể tận dụng được các cái khu vực chỗ cái khoảng không mà bà con không dùng đến. Bà con có thể là mua những các cái viên gạch gạch thải hoặc là các gạch lưỡi mốt về, bà con có thể là ghép lên các cái ô như nhà tôi đây, và mỗi một ô thì nó sẽ vào khoảng từ 60 vuông đến 60 đến 1m2 hoặc là 1m2 đến 1m2. Lý do tại sao mà lại có những các cái ô nó lại khác nhau như vậy thì mỗi một ô nó có những tác dụng khác nhau. Ví dụ các ô 60-60 thì mình có thể để các cái con bố mẹ ở riêng và chuẩn bị ghép, và các cái ô mà từ 60 đến 1m2 thì
chỉ là những cái ô đó, nó mang tính chất là để cho con mẹ đó khi nó ghép phối xong rồi nó sẽ ở trong khu đó đến hết thời kỳ nó sinh sản. Khi nó sinh sản xong thì là nó sẽ chăm con. Tại sao lại cho con ở khu vực, cho cái con mẹ và các con ở cái khu vực đó? Bởi vì để như vậy có con mẹ cũng như các con nó có những cái khoảng không rộng hơn để nó có những các cái chỗ lô đùa đi lại nó thoải mái hơn, để nó sẽ có sự tăng trưởng cho con rúi. Nên là sẽ ưu tiên với cái một ô 1m2 là để thả như vậy. Còn cái ô 1m2 giống như nhà tôi đây thì bà con có thể những các cái con rúi nó đẻ rất là sai. Vâng, rất là sai, thì bà con có thể là tận dụng các cái ô đó để thả những các cái con mà bà con rúi mẹ và cũng như là những cây nam rúi con của mình vào trong ô đó, để nó có cái khoảng không rộng hơn để cho nó có cái hoạt động. Thì thứ nhất là rất là tốt cho cái sự tiêu hao năng lượng của nó đi, và nó sẽ làm nhanh chóng cứng cáp cái con giống, và cái hệ thống tiêu hóa khi mà nó vận động thì hệ thống tiêu hóa cũng rất là tốt và nó sẽ ăn khỏe hơn. Về thức ăn của rúi thì rất sẵn có ngoài tự nhiên. Nếu bà con ở vùng nông thôn hay ven đô thì dễ dàng tìm thấy những loại thức ăn này. Chúng ăn chủ yếu là tre, ngô, mía. Hay ở khu vực miền Tây này, anh Thành còn cho chúng ăn những cọng lá dừa. Chi phí thức ăn cho rúi rất thấp, thậm chí là bằng không nếu bà con chủ động được tại vườn nhà. Khẩu phần ăn của rúi hàng ngày thì bà con cần chú ý như sau để đảm bảo rúi đủ dinh dưỡng. Vâng, còn con rúi thì nó thức ăn chủ yếu của con rúi này là gì? Thì xin chia sẻ cho bà con rằng là những cái nguồn thức ăn chính của con rúi này nó gồm có tre, ngô, mía, khoai và thân cây khoai mì và cỏ voi. Và trong đó bà con có thể là một số bà con có thể là tận dụng được các cái tàu dừa, nó cũng có thể ăn được và không ảnh hưởng gì đến cái con rúi này cả. Đó, thì bà con có thể là tận dụng được rất là nhiều nguồn thức ăn khác nhau mà rất là sẵn có của bà con. Thì để chăn nuôi một con rúi phát triển tốt thì bà con lên chú ý cái khẩu phần ăn cũng như là cái nguồn thức ăn lên đa dạng cho con giống, thì con giống sẽ phát triển tốt hơn rất là nhiều. Đó, để đạt những cái trọng lượng như bà con mong muốn thì bà con có thể là lên thay đổi thường xuyên cái khẩu phần thức ăn cho con giống này, bởi vì con giống này nó không uống nước nên là cái nguồn thức ăn mà nó lấy từ nước từ những các cái thức ăn của bà con cho ăn. Đấy. Và cái nguồn thức ăn của nó khi mà cái thời tiết mà mùa nắng nóng thì bà con lên cho ăn những cái nguồn thức ăn nó mang nhiều nước hơn, ví dụ như kiểu là mía, khoai hoặc là các cái đồ có nước. Hàng ngày khi cho rúi ăn thì bà con cần đi quan sát xem chúng có biểu hiện bất thường nào không để có phương pháp xử lý kịp thời. Đặc biệt là bà con phải để ý đến phân của chúng. Nếu có biểu hiện không bình thường thì bà con cần liên hệ ngay cho những người có kinh nghiệm chăn nuôi lâu năm như của anh Thành đây để được tư vấn cách xử lý tốt nhất. Để chăn nuôi con này thì bà con cũng những buổi sáng bà con nên bước chút thời gian lên đi từng các ô chuồng và quan sát qua những các cái con giống của mình và tương tác với con giống xem là con giống hôm nay của mình nó có nhẹ hay không. Và một cái điều nữa khá là quan trọng khi mà chăn nuôi con rúi thì bà con cũng lưu ý cho tôi là xem những cái phân con rúi để con rúi nó khỏe mạnh và phát triển tốt, thì phân con rúi nó phải to, bóng sáng và không bị lát, không bị các cái mùi màu gì cả. Đó là những các cái mà con giống khỏe mạnh. Đây, giống như cái phân giống như nhà tôi đây, rồi bà con sẽ vào đây sẽ xem thấy rõ. Bà con có thể nuôi rúi theo hướng thương phẩm, nhưng để có được lợi nhuận cao trong chăn nuôi loài này thì nên lựa chọn chăn nuôi theo hướng sinh sản. Khi nuôi sinh sản thì bà con chỉ mất một thời gian ngắn để nắm được kỹ thuật nuôi dưới sự hướng dẫn của anh. Anh Thành cho biết thêm, khi nuôi rúi sinh sản thì hầu như chúng ta không cần phải hỗ trợ gì nhiều như các loài vật nuôi thông thường. Điều quan trọng nhất là bà con cần ghi nhớ những dấu mốc quan trọng như ngày lên giống, ngày phôi giống, ngày sinh con để có được chế độ quan tâm chăm sóc tốt nhất. Con cũng có một số bà con có điện thoại hỏi rằng là con rúi một năm đẻ mấy lứa và nuôi con nó có khi mà nó nuôi con có cần phải hỗ trợ gì không, hoặc là nuôi khi chăm cái con nó có khó không. Thì xin thưa bà con rằng là mỗi một năm con rúi sẽ đẻ ra 3 lứa và mỗi một lứa của nó trung bình nó sẽ dựng vào khoảng dao động khoảng 4-6 con. Và khi con rúi mẹ sinh sản thì gần như là con mẹ sẽ tự chăm con và không cần tác động của bàn tay con người. Đó là một cái rất là tuyệt vời.
con dúi mẹ nó sẽ ăn và nó sẽ có sữa và nó bổ sung các cái nguồn thức ăn, nó sẽ tự cho con nó bú và gần như là mình chỉ có để cái thức ăn vào cho nó thôi trong cái thời gian mà nó nuôi con. Thế gần như là mình cũng không cần phải làm gì khó hay là phải vất vả gì cả. Đó là cái chăn nuôi con này nó phải nói là một cái là nó hết sức là không tốn chi phí thức ăn cũng như là hết sức là nhàn. Đấy, theo kinh nghiệm của tôi thấy là như vậy. Đấy, nếu như bà con nào mà có ý định đang tìm hiểu về chăn nuôi con này, bà con có thể là tới tận những các cái trang trại có kinh nghiệm cũng như là cái quy mô để bà con có thể tới để học hỏi cũng như là tìm hiểu thêm, bổ sung thêm những các kiến thức của bà con để bà con có thể bắt tay vào chăn nuôi được rồi. Để đảm bảo chăn nuôi dúi được thành công và hạn chế tối đa rủi ro thì bà con cần chú ý đến chất lượng con giống khi bắt về nuôi tại nhà, nguồn thức ăn phải đảm bảo an toàn và nhiệt độ chuồng nuôi luôn ổn định, cụ thể như anh Thành chia sẻ sau đây. Con dúi là một trong những con động vật hoang dã, cái sức đề kháng của con này rất là tốt và không có các cái bệnh như kiểu là truyền nhiễm hoặc là lây theo đàn giống như kiểu là gà, vịt hoặc là heo. Nhưng một cái yếu tố khá là quan trọng đó là khi cái nguồn thức ăn và cái khu vực chăn nuôi của bà con thì phải đảm bảo được cái sự mát mẻ và thông thoáng. Cái yếu tố đó yếu tố rất là quan trọng để cho bất kỳ một con giống gì chăng nữa nó mới có cái sự phát triển. Và một cái yếu tố nữa đó là khi mà các cái thức ăn ví dụ như kiểu là tre hoặc là các cái thức ăn mà nó bị sâu mọt hoặc là nó bị hỏng thì bà con cũng phải lưu ý bỏ những cái phần thức ăn này ra, chẳng may sơ ý thôi bà con cho các con giống đó ăn phải những các cái nguồn thức ăn đó thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới con giống của mình. Nó sẽ có thể bị như kiểu là đồ thức ăn bẩn thì có thể là dẫn đến các cái tình trạng nó bị ho hoặc rối loạn tiêu hóa làm cho bị gây ra tiêu chảy hoặc là bị các cái bệnh như thế. Nhưng mà chỉ cần là để khắc phục những cái điều như vậy thì bà con chỉ cần là sạch sẽ, cái đồ thức ăn phải sạch sẽ đấy, trở lại thì sau 1-2 hôm là kéo giống của chúng ta sẽ trở lại bình thường. Đó là những chia sẻ của anh Thành về mô hình chăn nuôi dúi má đào Thái Lan cho hiệu quả cao, chi phí thấp mà bất cứ ai cũng có thể bắt tay vào chăn nuôi. Nhưng trước khi chăn nuôi, bà con cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng về kỹ thuật chăn nuôi, con giống để có được kết quả chăn nuôi tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo trên kênh Nông Lâm.net.